Em xin chào các bác ạ. Hôm nay em sẽ làm video test chiếc bơm hỏa tiễn 12V công suất là 320W này các bác. Video này em sẽ làm theo yêu cầu của bác khách ở Lâm Đồng. Đấy, bác có nhu cầu là bơm ở giếng khoan có độ sâu khoảng 10m, tại vì giếng khoan của bác cũng khá là nhiều nước. Đấy, đây cũng là một cái giếng khoan mà em vừa mới khoan xong đấy các bác. Đường kính ống của nó là 140. Đây là một cái giếng khoan công nghiệp các bác nhé. Đấy, cái giếng này thì nó cũng không có nhiều nước, em phải khoan một chiếc ở phía bên kia. Hôm nay em sẽ sử dụng 3 tầm ống này các bác nhé. Mỗi một tầm ống này có chiều dài là 4,5m các bạn. Nó tổng nó là 13,5m. Đấy, và đây là chiếc bơm hỏa tiễn 12V, công suất là 320W các bạn. Bơm này hôm nay em sẽ sử dụng một khối pin có dung lượng là 22A các bác nhé. Và cũng làm một cái video trả lời luôn một số bác là hỏi là cái ắc quy dung lượng khoảng 230A thì có chạy được cái bơm này hay không. Đây là một chiếc bơm có điện áp là 12V, nên là một số chiếc bình ắc quy dung lượng nhỏ như là 20A, 30A nó vẫn có thể chạy được các bác nhé. Nhưng mà nó sẽ không thể đạt được hết hiệu suất của chiếc bơm đâu các bạn. Như ngày hôm nay thì em cũng sử dụng một khối pin 12V các bạn. Đây là một khối pin 12V có dung lượng là 22A. Nói chung là để mà chạy thì nó vẫn có thể chạy được các bác nhé. Nhưng mà nó chỉ đạt được khoảng 60% hiệu suất của chiếc bơm thôi các bạn. Tại vì đây là một trong những cái chiếc bơm mà công suất lớn. Công suất của nó thì cũng tương đương như một chiếc bơm chạy điện 220 các bạn, cùng công suất. Tại vì những chiếc bơm 220 thì nó sử dụng điện áp cao nhưng mà cái dòng tiêu thụ của nó cũng nhỏ. Còn đây là những chiếc bơm chạy điện áp DC, điện áp nhỏ nhưng mà cái dòng xả của nó thì dòng tiêu thụ của nó rất là lớn các bạn. Chính vì vậy nên là những cái ắc quy dung lượng nhỏ thì nó sẽ không thể đáp ứng được hết hiệu suất. Chính vì vậy nên là các bác nên chọn những cái bình ắc quy có dung lượng lớn để nó đạt hết công suất các bác nhé.